bắt đầu em mua cặp đá về trường đó, thì chị hướng dẫn các trường rồi đặt trên trên mạng nữa. Thì em trường hàng ngày á, ngày nào cũng trường tối, lúc đầu thì trường buổi trưa, về sau buổi trưa nó bất tiện quá, thế là em trường buổi tối, nhiều khi ngủ quên á, xong rồi nó gần như là bỏng á, đỏ cả lên chỗ này. Có cái khăn không? Có. Ngon lắm, bây giờ coi như là mất ngủ là hết rồi. Và vừa rồi là rất là may là đi xét nghiệm lại máu thì men gan nó xuống cực kỳ là đẹp. Lúc trước là nó khoảng Scott Scott là 31-30, nhưng mà vừa rồi đi xét nghiệm lại hai cái là 20. Và bác sĩ cũng không biết là tại sao nó lại thấp thế. Men gan thì xuống rồi, cái mỡ trong máu thì từ nào giờ không có. Nhưng mà cái tổng thể á, chị có cảm giác về mặt tinh thần được hoặc thể chất thấy khỏe hơn. Hồi lúc trước là đi lại rất khó khăn, chân á, lúc mà đi làm mà ngân hàng mà phải đi lên cầu thang ngày đi á, có nhiều khi đi không nổi thì đung hai tay hai bên thì đi rung đầu gối á, nó không đau nhưng nó rất mỏi. Nó mỏi bây giờ thì ok rồi, bây giờ thì nó đỡ nhiều lắm rồi, giờ đi hồi xưa ngồi xuống không được thì cho ngồi xuống, mà nhất là ngồi xuống cua là ngồi được. Bên này ngồi xuống được chưa? Dạ được. Hồi trước ngồi là phải chống hai tay này xong rồi đưa cái mông trước. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.